Xin chào, hôm nọ thì mình có lên một cái video hướng dẫn sử dụng chung về chiếc DJI Neo. Tuy nhiên thì chúng mình cũng vẫn nhận được khá là nhiều câu hỏi về cách bay tự động của chiếc drone này. Kể cả đồng nghiệp của mình cũng rất là thắc mắc và cũng chưa rõ về các cách bay tự động của nó. Vậy thì video hôm nay sẽ là hướng dẫn bạn cách bay đơn giản nhất, cũng như là giải thích chi tiết các chế độ bay tự động của DJI Neo nhé. Trước hết thì mình vẫn khuyên bạn là nếu mà có thể thì hãy mua bản Fly More Combo. Tuy phải bỏ thêm một vài triệu đồng nhưng chúng ta sẽ có thêm cả pin và cả tay cầm điều khiển RCN3. Chỉ bằng cái tay cầm này thì bạn có thể can thiệp chi tiết vào các thông số camera để hình ảnh quay đẹp hơn và cũng có thể thực hiện bay các chế độ thủ công lẫn tự động ở khoảng cách xa nữa. Ngoài ra, DJI Neo có thể kết nối với ứng dụng DJI Fly trên điện thoại để tùy chỉnh nhiều chế độ custom hơn thành Direction Track, Helix hoặc Boomerang. Trên ứng dụng, bạn cũng có thể thực hiện tùy chỉnh các thông số của từng chế độ để phù hợp nhất với nhu cầu và môi trường bay của mình. Tuy nhiên, sẽ không can thiệp được vào các thông số như là ISO hay là EV. Điều khiển bằng điện thoại rất tiện lợi, kết nối nhanh, có thể lưu file và ghi âm trực tiếp được. Nhưng điểm trừ sẽ là hạn chế bay trong khoảng 50m. Nếu muốn để DJI Neo bay tự động mà không cần điều khiển hay là điện thoại thì bạn nên chọn một cái không gian mở và ít vật cản. Bởi chiếc máy này không được trang bị hệ thống cảm biến đa hướng nên nó sẽ không thể tự nhận diện và né các vật cản trong các môi trường bay phức tạp được và cũng không thể tùy chỉnh cho các chế độ bay tự động được. Tùy vào nhu cầu và tình huống thì bạn hãy chọn cái thiết bị điều khiển phù hợp nhất. Và lời khuyên của mình là nếu bạn bay trong cái môi trường mà có điều kiện ánh sáng nó quá là khác biệt hay là bạn còn có nhu cầu bay cao và xa thì nên có điều khiển. Ok, bây giờ hãy cùng xem về những cái chế độ bay tự động của Neo nhé. Đầu tiên, hãy khởi động DJI Neo bằng cách bấm một lần rồi bấm giữ nút nguồn trên máy, rồi hướng camera về phía mình. Bấm một lần nút chế độ ở phía đầu Neo để thay đổi chế độ bay. Bạn có thể lựa chọn các chế độ bay trên máy là Follow, Drone, Circle, Rocket, Spotlight và Custom. Sau khi chọn vào chế độ mong muốn, bạn hãy bấm giữ vào nút chế độ. Neo sẽ đếm ngược rồi tự động cất cánh ngay trên lòng bàn tay và quay theo chế độ được chọn. Chế độ mặc định của Neo mà bạn hay thấy nhất là Follow. Trong chế độ Follow thì Neo sẽ tự động quay khi cất cánh và bay theo sau bạn. Máy sẽ bay ở độ cao ngang vai và cách chúng ta khoảng 3m. Nếu muốn hạ cánh, bạn hãy quay mặt lại với Neo rồi tiến lại gần. Sau đó, hãy đưa tay ra phía dưới để máy tự động hạ cánh trên bàn tay chúng ta. Chế độ Follow thì máy sẽ đi theo chúng ta, còn ngược lại thì sao? Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để Neo tự động quay trước mặt chúng ta thì bạn hãy chọn Direction Track. Trong chế độ này, Neo sẽ bay ra trước mặt chúng ta rồi bay lùi khi chúng ta tiến tới để quay mặt chúng ta khi di chuyển. Khi chọn Direction Track, bạn cần lưu ý chú ý quan sát những vật cản phía sau để tránh cho máy không bị đâm. Vì chiếc máy này không có cảm biến phía sau nên nó sẽ không thể tự né được. Nếu muốn thoát chế độ này, bạn hãy hướng mặt với Neo và đứng yên. Máy sẽ tự động bay gần lại bạn. Khi đó, hãy đưa tay ra và đợi Neo tự động hạ cánh. Nếu bạn muốn quay phim mà không muốn Neo di chuyển, chỉ bay tại chỗ, thì hãy chọn chế độ Spotlight. Trong chế độ Spotlight, Neo sẽ bay tại vị trí đó và tự động quay track theo chủ thể. Để hạ cánh, bạn hãy tiến lại gần và đưa tay ra phía dưới máy. Với chế độ Drone, Neo sẽ hướng camera về vị trí ban đầu của bạn, rồi tự động quay video khi bay lùi. Sau đó, máy sẽ tự động quay một video khác khi bay trở lại vị trí ban đầu. Trong chế độ Circle, Neo sẽ hướng camera về phía bạn, rồi bay lùi về khoảng cách mà bạn đã đặt, rồi bay một vòng tròn quanh chủ thể trong khi tự động quay. Khi chọn chế độ Rocket, Neo sẽ tự động quay vị trí ban đầu của bạn trong khi bay thẳng lên, và rồi nó sẽ quay một video nữa khi bay xuống. Helix là chế độ bay hình xoắn ốc. Khi kích hoạt chế độ này, Neo sẽ bay lùi lại khoảng 2m, rồi bay dần lên theo hình xoắn ốc và sẽ tự động ghi hình. Chế độ Boomerang gần giống với chế độ Circle. Trong chế độ này, Neo sẽ tự động ghi hình và bay theo một hình bầu dục xung quanh chủ thể. Lưu ý rằng, Neo sẽ bay cao dần lên ở điểm xa nhất so với điểm ban đầu, rồi sẽ dần dần hạ xuống. Sau khi hoàn thành chuyển động hình bầu dục, Neo sẽ bay gần lại điểm cất cánh và lơ lửng. Bạn hãy đưa tay ra để máy nhận diện và hạ cánh nhé. Đối với các chế độ Drone, Circle, Rocket, Helix và Boomerang, DJI Neo sẽ bay theo một lộ trình có sẵn. Nên trước khi cất cánh, bạn hãy quan sát trước môi trường xung quanh và thiết lập thông số khoảng cách sao cho phù hợp để tránh cho chiếc drone của chúng ta gặp những tai nạn không đáng có. Ok, hy vọng là nội dung video này hữu ích và có thể giúp cái trải nghiệm bay drone tự động của bạn thú vị và đơn giản hơn. Nếu có câu hỏi hay là ý kiến nào thì đừng ngần ngại để lại comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.